Đây là một trong những cái tip mà có thể giúp các bạn ở nhà mà vẫn đẹp trai. Hey yo, what's up? Có rất là nhiều người ở nhà sẽ rất là khó chịu, tóc tai rất là lượm thượm. Ngay lập tức mình làm một cái video để sử dụng The Maverick thì bạn cũng có thể sử dụng nó, biến nó thành nước hoa luôn các bạn. Trời, mở ra một cái là nó nổ lỗ mũi luôn. Quá đỉnh, mấy cái mùi melamine quá thơm, thực sự quá thơm. À, má để tóc khô, nó không có ẩm à, vuốt nó đau quá. Ok, và đây là side part các bạn. Side part come over. Được, ghê. Các bạn thấy tóc này ổn không các bạn? Mình thì thấy khá là ok với những cái side nó đang chạy ở hai bên. Rất là đặc biệt các bạn, tạo được độ phồng, độ bóng không quá cao, không bị sến nè. Tạo được những cái sứ mà nó là rất là mịn nè. Cái nữa là không, nó sẽ rất là dễ hòa tan. Đặc biệt nữa, đó chính là cái việc là rất là dễ gội rửa, không còn chê đâu được nữa hết. Quá tuyệt vời luôn.